Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn các thông tin mới nhất. Mưa lũ cản kết Trung Quốc khiến 10 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị và các bạn, đợt mưa xối xả trút xuống tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc gây lũ lớn khiến ít nhất 10 người chết và hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Những cơn mưa lớn bắt đầu từ giữa tháng khiến nước sông Hồ dâng cao đáng kể. Chính quyền tỉnh Hồ Nam hôm nay cho biết, tính đến ngày hôm nay đã có 10 người thiệt mạng, 3 người mất tích, 286.000 người phải sơ tán và hơn 2.700 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng do mưa lũ. Toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiên tai. Thông báo của chính quyền tỉnh Hồ Nam cho hay đợt mưa lũ ảnh hưởng đến hầu hết tỉnh Hồ Nam. Xinhua dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết 1,79 triệu người đã bị ảnh hưởng, song không cung cấp thông tin chi tiết. Giới chức đã chuyển lều, giường gấp, thực phẩm và quần áo đến các khu vực bị ảnh hưởng. Xinhua cho biết thêm. Theo chính quyền tỉnh Hồ Nam, đây là đợt mưa lớn nhất và dài nhất kể từ đầu năm. Lượng mưa ở tỉnh này đã tăng hơn 20% trong năm nay so với mức trung bình, đặc biệt lượng mưa cao gấp đôi so với những năm trước. Thiệt hại do đợt mưa lũ ước tính lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Hơn 800.000 dân từ 80 huyện ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc cũng đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả và lũ lụt gần đây. Lũ lụt khá phổ biến ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, nơi những trận mưa lớn thường diễn ra vào mùa hè. Năm ngoái, Trung Quốc đã trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ, khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó thành phố Trịnh Châu hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Các chuyên gia tin rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu có thể trở nên tồi tệ hơn vì biến đổi khí hậu do con người gây ra. Tứ Xuyên, nước ngập 2 tầng nhà trong vài phút, lũ quét, đường sụt kéo theo người. Kính thưa quý vị, gần đây, một trận lũ quét đã xảy ra tại huyện Bình Vũ, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đài CCTV đưa tin vào khoảng 5 giờ sáng qua, do lượng mưa lớn ở các quận lân cận ở thượng nguồn, lũ quét đã ập đến huyện Bình Vũ, khiến 3 người thiệt mạng và 15 người mất liên lạc. Ông Yang, một người dân ở huyện Bình Vũ, nói với đài Shaw of Hope hôm nay rằng trời mưa to, nước lũ ở thượng nguồn đã gây chết người. Bùn đất sạt lở ập xuống nhấn chìm ngôi nhà, hôm kia bùn đất và gỗ lăn xuống chắn ngang đường. Lũ quét đã cuốn trôi một số nhà cửa và một phần đường quốc lộ, giao thông, điện và mạng lưới thông tin liên lạc ở các thị trấn bị gián đoạn. Sáng nay, công tác ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt cục bộ đã được phát động. Một đoạn video do cư dân mạng địa phương quay được cho thấy, sau khi trận lũ quét xảy ra, dòng sông đã bị chặn lại bởi rất nhiều thân gỗ và các mảnh vụn khác bị nước cuốn theo. Video do China News đăng tải cho thấy nhiều ngôi làng bị ảnh hưởng bởi thảm họa, người dân trèo lên mái nhà để tránh lũ. Và ngày hôm qua, sau trận mưa lớn khi người dân huyện Bình Vũ đang đứng xem nước dâng cao, thì nền đường bất ngờ bị sập, 5 người rơi xuống, 4 người bị thương, một số người bị gãy chân, gãy xương đòn, xương cụt, rất may cả 5 người đều được cứu sống. Ngôi nhà 2 tầng bị nhấn chìm trong phút chốc. Thưa quý vị, vào trưa ngày nay, bà Yu, một người dân ở làng Hòa Bình, huyện Bình Vũ, nói với tờ China News rằng vào lúc 4 giờ sáng bà bị đánh thức bởi tiếng nước chảy lớn, mực nước dưới cầu gần nhà nhanh chóng dâng lên mặt cầu, bà vội bảo người nhà chạy sang tòa 4 tầng bên cạnh để trú. Bà kể, lúc đó nhà tôi bị mất điện, chúng tôi mò mẫm leo lên tòa nhà, chỉ 3 đến 5 phút, ngôi nhà 2 tầng của tôi bị nhấn chìm, nước tràn đến tầng 3 của tòa nhà đang trú ẩn. Trận lũ ập đến bất ngờ, hàng chục người gần đó bị mắc kẹt trên tầng cao nhất của khu nhà. Ông Dương, một người dân ở làng Hòa Bình cũng bị đánh thức bởi tiếng nước lớn vào khoảng 4 giờ 40 phút. Ông kể rằng, tôi nghe tiếng nước đập vào đá rất lớn, không khí nồng nặc mùi tanh. Hàng xóm nói có lũ nên chạy nhanh, chạy lên chỗ cao thì nước đã dâng đến ngực. Nhiều ngôi nhà của dân làng ở làng Hòa Bình đã bị nước nhấn chìm. Lý Đăng Bân, trưởng thôn làng Hòa Bình cho biết ngôi làng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa. Các con đường trong làng về cơ bản đã bị lũ cuốn trôi. Tính đến chiều ngày nay, làng đã thành lập tổ công tác, hiện tình hình cụ thể vẫn đang được thống kê. Đội cảnh sát giao thông huyện Bình Vũ, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, lũ lụt và lở đất đã cuốn trôi nhiều đoạn đường trong tuyến đường vành đai 9 dài 50 km từ Bình Vũ đến Vương Bá Sở. Tuyến đường Bình Vũ đến Tùng Phan cũng bị gián đoạn ở nhiều nơi.
hiện tại vẫn chưa xác minh được tình hình thiên tai và thời gian tuyến đường được lưu thông. Theo tin tức của CCTV, tính đến 12 giờ trưa ngày nay, 150 người bị mắc kẹt và hơn 700 người ở làng Hòa Bình, huyện Bình Vũ đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hiện tình hình thiên tai đang được tiếp tục xác minh và thống kê. Xã Ập Hốc cho hay sau trận mưa lớn, hơn 14.000 người ở 6 quận thành phố tỉnh Tứ Xuyên bao gồm Thành Đô, Đức Dương, Miên Dương, Nhà An, A Bá và Cam Tư đã bị ảnh hưởng. 10 thành phố và 41 quận huyện đã sơ tán dân khẩn cấp, có hơn 16.000 hộ với tổng số hơn 46.000 nhân khẩu. Nước lũ tuôn như thác từ nhà dân ở Trung Quốc. Thưa quý vị, mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng khiến nhiều nhà dân ở thành phố Trùng Khánh bị ngập lụt, tạo thành thác nước qua cửa sổ của ngôi nhà. Truyền thông Trung Quốc đăng video cho thấy nước lũ tràn vào tầng 3 của một tòa nhà chung cư ở quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh hôm đầu tuần. Dòng nước lũ đục ngầu tuôn ra xối xả từ cửa sổ như thác nước. Nước lũ cũng được nhìn thấy chảy ra với cường độ nhẹ hơn từ những ngôi nhà bên cạnh. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ duy trì trong nửa đầu tháng 7 với lượng nước nhiều hơn trung bình các năm trước. Các dòng khí từ phía Tây và Nam sẽ tiếp tục mang hơi ẩm từ Biển Đông và Vịnh Bengal về khu vực sông Trường Giang. Những dòng khí lạnh từ phía Bắc cũng di chuyển theo hướng Nam, gặp dòng khí nóng ẩm và tạo ra hình thái thời tiết gây mưa lớn. Yang Fanghua, đại diện Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm nay, kể từ khi mùa lũ bắt đầu tại Trung Quốc vào tháng 7, nước này đã ghi nhận 24 hiện tượng thời tiết đối lưu gây mưa lớn, cùng với đó là hai trận dông bão và mưa đá chỉ trong tháng 7. Giới chức cảnh báo miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết tuần này. Tại thành phố Trùng Khánh, một người chết, hơn 60.000 người bị ảnh hưởng lũ lụt và hơn 2.000 người đã được sơ tán. Trùng Khánh đã phát đi cảnh báo mưa lũ đỏ, mức cao nhất trong 4 thang cảnh báo. Đây là lần đầu thành phố phát cảnh báo từ năm 1940. Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 7 là 112,7mm, cao hơn 13,5% so với con số được ghi nhận hàng năm. Gần 60% địa phương ở Nam Trung Quốc đã gặp mưa dông lớn, chủ yếu tập trung ở tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh và khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây. Mưa lớn ở các nhánh sông thượng nguồn sông Trường Giang khiến dòng chảy và hồ chứa Tam Hiệp tăng cao, buộc các nhà chức trách phải tăng lượng xả lũ. Các trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến 26 tỉnh và hơn 15 triệu người, khiến hơn 100 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ. Trung tâm khí tượng Trung Quốc cảnh báo tháng 8 sẽ là giai đoạn mưa bão cao điểm đi kèm gió lốc và sạt lở đất. Hồ Thủy Điện Chiết Giang mở toàn bộ cửa xả lũ. Kính thưa quý vị, Hồ Thủy Điện Tân An Giang ở Chiết Giang mở toàn bộ 9 cửa xả sáng qua khi mưa lớn ở thượng nguồn khiến mực nước sông Hồ không ngừng tăng. Đây là lần thứ 2 toàn bộ cửa xả của Hồ Thủy Điện Tân An Giang, một dự án kiểm soát lũ quan trọng ở thượng nguồn sông Tiền Đường, được mở từ khi được hoàn thành vào năm 1959. Tân An Giang mở toàn bộ cửa xả lần đầu năm 1966 để thử nghiệm. Hồ Thủy Điện Tân An Giang hay còn được gọi là Hồ Thiên Đảo là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho tỉnh Chiết Giang và đóng vai trò là Hồ Thủy Điện chiến lược cho đồng bằng sông Trường Giang. Sông Tiền Đường là sông lớn nhất ở tỉnh Chiết Giang và có thủy triều lớn nhất thế giới. Chiết Giang đã bị tàn phá bởi đợt mưa lớn suốt hơn một tháng, với lượng mưa tích trữ tại khu vực Tân An Giang vào 10 giờ sáng nay đạt 924,37mm, cao hơn 131,7% so với trung bình cùng kỳ hàng năm. Hồ chứa đã mở 3 cửa xả vào sáng nay và thêm 2 cửa xả vào trưa cùng ngày. Đến 16 giờ, 7 cửa xả đã được mở. Tuy nhiên, do mưa lớn và lũ lụt ở thượng nguồn thuộc tỉnh An Huy, mực nước trong hồ tiếp tục tăng. Do đó, giới chức địa phương quyết định mở toàn bộ 9 cửa xả. Khi tất cả cửa xả được mở, hồ có thể xả nước với tốc độ 7.800 m³/giây và trạm thủy điện hoạt động hết công suất. Chính quyền địa phương cho biết toàn bộ người dân ở khu vực thấp hơn đã được sơ tán trước khi mở cửa xả. Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 7 là 112,7mm, cao hơn 13,5% so với trung bình hàng năm. Mưa lớn ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Giới chức cảnh báo miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn trong 5 ngày tới. Lũ lớn kỷ lục càn quét Nam Phi, hơn 300 người chết. Trận lũ lớn nhất trong 6 thập kỷ tàn phá thành phố cảng Durban của Nam Phi khiến ít nhất 306 người thiệt mạng. Theo thống kê của AFP, đây là trận mưa lũ gây thiệt hại lớn nhất về người từ trước tới nay tại Nam Phi khi nước lũ cuốn trôi đường xá, gây sạt lở các ngọn đồi và phá hủy nhiều nhà cửa ở thành phố Durban thuộc đô thị tự quản Tekwini,
tỉnh KwaZulu-Natal, bờ đông quốc gia châu Phi. Tối qua, chúng tôi đã được thông báo rằng số người chết do thảm họa lũ lụt ở tỉnh đã lên tới 306. Nonala Novolu, phát ngôn viên Sở Quản lý Thiên tai tỉnh KwaZulu-Natal cho biết, cơ quan này cho biết đây là một trong những khoảnh khắc đen tối nhất lịch sử của tỉnh. Người dân tìm kiếm tài sản từ những ngôi nhà bị phá hủy ở thành phố cảng Durban sau lũ lụt và sạt lở đất. Giới chức tỉnh KwaZulu-Natal cho hay trận lũ lớn nhất trong 6 thập kỷ ở Nam Phi có sức tàn phá chưa từng có, gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la Mỹ về tài sản và cơ sở hạ tầng. Những cây cầu bị sập, đường xá bị cuốn trôi, nhiều người đã chết, một thảm họa thật thê thảm. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu trước cộng đồng địa phương sau khi kiểm tra thiệt hại do lũ lụt. Đợt lũ lụt xảy ra khi một khối áp thấp tiếp xúc với khí hậu nóng ẩm ở miền đông Nam Phi gây ra đợt mưa lớn. Một số khu vực ở tỉnh KwaZulu-Natal đã hứng chịu lượng mưa hơn 450mm trong 48 giờ qua, gần một nửa lượng mưa hàng năm tại Durban, Dipuo Tanawa. Quan chức cơ quan thời tiết quốc gia Nam Phi cho biết mưa lớn liên tục làm ngập một số khu vực, nhấn chìm đường cao tốc, tàn phá cơ sở hạ tầng trên toàn thành phố. Tuyến đường sắt trên toàn tỉnh cũng tê liệt do các trận lở đất, ước tính hơn 6.000 ngôi nhà bị hư hại do lũ lụt. Tổng thống Ramaphosa khẳng định nỗ lực tìm kiếm những người mất tích vẫn được tiến hành và cam kết sẽ dốc hết sức ứng phó với thảm họa. Đây là một phần của biến đổi khí hậu. Chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa những việc cần làm để ứng phó biến đổi khí hậu, Tổng thống Nam Phi nói. Hiện tượng đó đang tấn công Nam Phi và năng lực quản lý thiên tai của chúng ta cần phải nâng lên cấp độ cao hơn. Zoba Firi, sống tại Durban, cho biết nhà anh đã bị cuốn trôi trong trận lũ. Tôi không biết bây giờ gia đình sẽ ngủ ở đâu, Firi cho biết. Ron Naidu, mục sư cộng đồng ở thị trấn Tonagat, tỉnh KwaZulu-Natal, cho biết ông thức suốt đêm do nước lũ dâng cao và chứng kiến cảnh sát trục vớt một chiếc ô tô khỏi sông với một thi thể bên trong. Thật đau thương. Lần đầu tiên tôi thấy nước sông dâng cao như vậy, ông chia sẻ. Mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực tại thành phố Durban. Cảnh báo lũ lụt cũng đã được ban hành cho tỉnh Eastern Cape lân cận. Thành phố cảng Durban từng chứng kiến cuộc bạo động cướp đi sinh mạng hơn 250 người vào tháng 7 năm 2021, đánh dấu tình trạng bất ổn tồi tệ nhất tại Nam Phi từ khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc. Các khu vực phía nam đất nước cũng phải đối mặt với khủng hoảng khí hậu, hứng chịu những trận mưa lũ ngày càng tồi tệ. Lũ lụt đã giết chết 140 người ở Nam Phi vào năm 1995. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.